Mình xin chào mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán của dân tộc Việt Nam. Mình xin kính chúc với tất cả mọi người đến tất cả mọi người lời chúc đầu năm mới an khang thịnh vượng, mà sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, không còn dịch bệnh như ngày xưa nữa. Thì năm nay là bước sang một năm mới hy vọng, cho nên là mình nghĩ là sẽ khá hơn năm ngoái. Năm ngoái dịch bệnh rất là khó khăn, rất là buồn, mà người mất, gia đình người mất cũng rất là nhiều, buồn lắm. Mà cho nên là năm nay mình bước sang năm mới, mình kính chúc tất cả mọi người tất cả đều thuận lợi, may mắn hơn và mạnh khỏe, hạnh phúc hơn, gia đình hạnh phúc. Chào tạm biệt mọi người nha.